Còn 20 phút nữa mò đóng cửa mà cái quầy của táo hả, có quá chừng khách luôn. Apple, tiệm Apple. Thì bây giờ là 8:40 mấy. 8:40 mấy tối thì 9 giờ là mò. Mò ở đây nó đóng cửa. Gia đình đi xuống dưới đây ăn tối, ăn uống. Tối đi xuống dưới shopping mall, siêu thị ăn tối. Sáng đi ăn điểm sắm, ở Mỹ sung sướng thôi. Có mấy cái người châu Á đó, người ta mở trà sữa ở đây là đắt lắm, bán cho khách quốc tế. Đó, tiệm này nè, quá chừng đắt luôn. Hai vợ chồng với đứa con đi đi ăn tối xong rồi đang đợi mua trà sữa. Trong giờ ngủ một giấc, sáng mai dậy đi ăn điểm sắm. Cuộc đời sung sướng luôn các bạn ơi. Ai mà kiếp trước tu dữ lắm mới được đi qua bên Mỹ rồi các bạn. Mình luôn luôn mình mang ơn ông chú với bà cô của mình dìu dắt mình đi qua bên nước Mỹ nè. Mình luôn luôn mình nhớ đến hai người đó, người chú với người cô của mình. Nhờ hai người này dìu dắt mình mà mình mới may mắn được đi qua bên nước Mỹ có cái đời sống ha. Yeah. Nè, gia đình mới mua trà sữa nè.